Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với bạn là cách gắn cái cọng dây điện, cái nối cọng dây điện này vào cái vít cắm, mà cái buộc đồng này nó rất là nhỏ. Nếu mà mấy bạn gắn trực tiếp vô đây thì nó sẽ là, nói chung là xài vài ngày mình ghim ra ghim vô là nó sẽ bị đứt ngay thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách khắc phục để cho cái buộc đồng này nó không bị đứt. Cái buộc đồng này rất nhỏ nha bạn, mấy bạn cắt cẩn thận nha, mấy bạn mà cắt mạnh tay quá là nó đứt ngang liền. Đây là mấy cọng dây điện rẻ tiền nên cái buộc đồng nó rất là nhỏ. Giờ mấy bạn sẽ cắt khuyết một bên là cái vỏ dây điện này nè, mấy bạn cắt khuyết một bên, cắt khéo nha mấy bạn không mấy bạn muốn chắc ăn mấy bạn lấy cái dao nào bén bén mà mấy bạn cắt dễ hơn, còn khéo nhiều khi mình cắt đứt luôn cái cọng dây đồng ở trong. Mình cắt như vậy để cho cái cọng cái guộc này nè nó chịu lực tiếp cái cọng dây đồng này, tại vì cọng dây đồng này nó rất là nhỏ. Nếu mà mình nhét cọng dây đồng này vô cái này không là xài, nói chung xài không lâu đâu là nó sẽ đứt cọng dây đồng này hết. Mình lợi dụng cái vỏ cách điện này nè, mình chịu lực tiếp cái guộc đồng này thì mình xài được sẽ rất là lâu. Xe lại các bạn. Mấy bạn đưa cái phần khuyết này về phía con ốc nha các bạn. Rồi mấy bạn nhét cứng xong mấy bạn dặn ốc này lại. Các bạn nhét sao mà cho nó tới nó sát vô luôn các bạn. Khi mình dặn con ốc này nó vô mấy cho nó mới dính ngay cái lỗi đồng, rất là chắc chắn luôn các bạn.
mấy bạn mà gắn kiểu này thì cộng này nó lâu, cái lỗi đồng nó rất là lâu đấy. Có thể là xài đến khi nằm mà hư cái chui này cũng chưa đứt, thì cái lỗi đồng này nó cái ruột cái vỏ cách điện này nó bị mục thôi, mình mới thay thôi, rất là chắc chắn luôn, chắc là không thể nào đứt được.